Hello. Dạ chúc. Ai vào chưa nhẹ? Dạ chúc, dạ chúc. Hello, hello. Chém gió chút nha. Chém gió ngày mai cho công bố hết lệnh cách ly cho khách tới xăm để thấy mẹ. Hello, xin chào mọi người. Tôi không chào từng tên được đâu nha. Chờ tôi chút. Chờ tôi chút. Set up máy móc của các kiểu chim vẫn trong xương. Hello, rồi mọi người đang làm gì vậy? Xin chào bố Công Vũ. À, bố khỏe không? Dạo này khỏe không? Bữa giờ bố có đi làm không? Trạm xe buýt của bố chắc nghỉ. Bữa nay mới đi làm lại phải không? Hello. Tiệm tôi giờ đang là ngày đóng cửa cuối cùng của lệnh cách ly, mà hy vọng là ngày mai sẽ được làm cho bà con nha, chứ bữa giờ không có được mở cửa làm việc buồn quá rồi. Buồn vì không làm việc mà vẫn phải trả tiền nhà, vẫn phải tiêu pha, vẫn phải nuôi gia đình bà con, không có tiền mà đủ thứ chuyện xảy ra nữa. Để làm mới kiếm tiền cho rồi. Dịch giết gì lâu quá, từ nhỏ lớn giờ 30 tuổi đầu giờ tôi mới thấy cái dịch gì mà nó lâu mà nó dài. Hình như chục năm trước nó có dịch H5N1 cúm gà, cúm gia cầm này đó, mà nó đâu dài như bây giờ đâu, trời, nản rồi đó. Hello. Mày ơi, cái gì như nào. Lâu giờ không thấy anh Tỏi. Ừ, lâu giờ chị cũng không thấy anh Tỏi. Anh Tỏi dạo này về quê dưỡng bệnh à. Tươi quá hả? Có đâu tươi. Héo lắm bà con ơi. Thấy vậy cho héo lắm. Không tươi lắm đâu. Yêu đời. Sắp chán đời đến nơi rồi. Nếu mà tối nay mà Thủ tướng Chính phủ mà ra công bố thêm 10 ngày nữa, qua 30 tháng 4 mới hết cách ly toàn xã hội thì chắc là buồn luôn á bà con. Gì? Anh Vinh đâu hả? Tôi không bên chia tay rồi, đừng hỏi nữa nha. Chia tay rồi. Tôi đang có bồ mới à. Ít bữa nữa giới thiệu bồ mới cho bà con. Gì? Để tóc này nhìn trẻ hả? Trời ơi. Này là tóc hồi cấp 3. Hồi cấp 3 mình hay để dài lắm. Tóc mình rất là nhiều và dài nên thường mình hay cột hai bên à. Này nó còn chưa có dài lắm á. Mai mốt dài lắm là tôi làm hai bên bờ lên cao một chút, nhìn cho nó y như 15 tuổi vậy đó. Đây, thằng em bữa xăm cánh ở cổ đây. Thằng em Tuấn à. Thằng em Đồng Hương á không? Sao rồi, lột mày sao rồi em? Ổn không? Ổn ổn lên chị dặm nha. Gì có event sale hình mini không chị ơi hả? Đang tính mà con. Tôi cũng đang tính làm một cái event nhỏ nhỏ để ăn mừng hết dịch, để cho mọi người đi xăm. Nhưng mà từ từ để set up cái event như thế nào á chứ. Phải lợi cả đôi bên chứ. Đây là tụi tôi đã nghỉ cả tháng rồi, bây giờ làm event mà event kiểu miễn phí nữa chắc móm luôn á bà con. Móm thêm tháng nữa là không được. Từ từ không? Để kiếm chút lúa để mua đồ ăn nè. Em thấy chị xăm cho chị nhím mà thích quá hả? Trời, thích qua đây chị xăm cho em. Ngầu không? Sao? Từ để ngồi xa đây cho mọi người nhìn thấy tôi ngầu hơn chút. À, tôi thì mê đồ trắng bà con. Mê mặc đồ trắng, tại biết sao mê đồ trắng không? Tại mình xăm vô cái da mình nó đen quá nữa.
mình phải mặc đồ trắng vô cho nó nổi, với lại màu trắng nó sẽ tôn cái hình xăm của mình lên, nhìn lúc nào nó cũng sáng sủa. Thấy vậy á, tôi mà dứt bộ đồ đen hoặc là bộ đồ đỏ đỏ vô, trời ơi nhìn nó có đen thui một cục à bà con ơi. Gì ở nhà có gì vui không? Có, có mình tôi khùng điên vui nè. Còn ở trong nhà tụi nó nằm sắp lớp y như cái mồi với cái nụ kìa. Mới ăn cơm xong, mới ăn cơm xong là nằm nghỉ ngơi chồng á, sắp lớp chồng á. Nhân viên á, bữa nay tôi tập trung để chờ ngày mai là có thể làm việc trở lại rồi. Tôi đang tập trung nhân viên về hết rồi bà con. Có một vài đứa nó đang ở tỉnh xa nó chưa về được, còn những đứa ở Sài Gòn vòng vòng là tôi đang tập trung trong tiệm cho. Bữa nay cho dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên để mình đón học viên mới với là khách. Trời ơi đang nôn lắm. Mà tối nay mà nó cho cái lệnh cách ly 10 ngày nữa chắc buồn luôn. Nhớ chị ghê trời. Bữa lên xăm cánh giờ mày nói mày nhớ tao luôn vậy hả? Sao mày không nhớ cái thằng xăm cho mày, mày nhớ tao chi? Nhớ tao không á, bồ tao không nghe được ghen nữa. Cái gì, không khí Tết tràn ngập. Đúng rồi, không khí Tết ngập tràn nè. Nên từ bữa giờ nghỉ Tết 3 tháng mấy rồi nè à, giờ ớn Tết lắm rồi, ớn lắm rồi, muốn đi làm. Xìu tay tóc mà. Xìu tay gì đâu bà con. Ở nhà ai có con gái là ai cũng biết cục kiểu này, có xìu tay mẹ đâu à, cục đại lên thôi, không có xìu tay gì đâu. Khen chi mất công mấy đứa mà suốt ngày nó đi chạy chuốt rồi kiểu nọ kiểu kia nó ghét. Kiểu này rất đơn giản, tóc bình thường cột hai bên. Cái gì? Chị mà cách em 100 km là em đi bít luôn à. Rồi cậu này là rất ở xa, một là miền Trung, hai là miền Bắc luôn à. Nói kiểu đánh đố. Hello em Phạm Mai, hai vợ chồng khỏe không? Dạ em khỏe. Còn ổng sao em không biết nha. Chia tay anh ơi. Tôi với ông Vinh chia tay nha, đừng ai nhắc tên ông Vinh trước mặt tôi nữa. Chia tay rồi. Nói thiệt á. Xăm mắt cá chân có đau không? Đau. Bà con thấy tại sao tôi phải xăm tới đây tôi ngưng không? Tại nó đi qua mắt cá tôi đau quá. Chứ mai mốt tôi cũng đang tính xuống mua bàn chân như thế này, nhìn cho chân nó dài, nó không có bị cục như là những cái chân nam giới không. Mai mốt đi tôi sẽ lên cái mắt cá này đau bà cố. Chân này cũng chưa xong nè, nó đi khung mà còn mớ khung mà chưa tô nè, đau lắm, sợ lắm. Hello chị Rolly, I miss you à, I miss you too. Trời ơi bây giờ khách khứa toàn gặp nhau trên livestream thôi, không thể nào gặp nhau bên ngoài được. Em buồn quá chị ơi. Ừ nhớ cả tiệm thì lên đây. Nào mình lên mình xăm tiếp đi chứ. À, cái thằng Nguyễn Tuấn này là đồng hương tôi ở ngoài Bình Định rồi con. Mà nó có nhiều bạn bè anh em nó cùng trong cái nhóm lái xe á. Nó xin rủ nguyên đội lái xe lên đây để ủng hộ tôi á. Nghe nói vậy thôi mà từ bữa giờ dịch đóng cửa chưa thấy ai lên ủng hộ. À, địa chỉ của mình là số 7M đường 14 Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh nha. Cái gì? Mê chị Mai còn hơn mê chồng nữa. Thôi thôi. Chồng nó nghe được lóc Facebook chị Mai luôn, khỏi cho vô Facebook chị Mai nửa giờ nha. À, đừng á, mê gì hơn mê chồng em ơi. Mình mê chồng nhất là được rồi. Chừng nào mà chồng nó hết mê mình á thì mình đi mê khác. Hello, hello, chào đồng hương Bình Định. Sắp vô gặp bé Mai sợ rúng rồi. Chị đang đâu? Chị đang ở Vũng Tàu hả? Em mà gần chị em qua luôn chứ, nghe tiếng kim ghiền. Đâu, kim đâu? Nãy giờ có thấy kim mẹ đâu. Hello em, anh Tuấn có hay ghé em không? À, anh Tuấn nào ạ? À? Chú Tuấn tóc dài đúng không ạ? À? Chú Tuấn tóc dài từ bữa sau Tết thì con có gặp à, em có gặp chú lên một hai lần, còn à, còn trong cái đợt dịch này là không thấy chú Tuấn, chắc là chú đang ở Đồng Tháp hay đâu đó rồi ạ. À. Bữa giờ chú Tuấn không ở đây.
chị ơi em mới xỏ khuyên đeo luôn khuyên tròn được không, em sang tuần em sang làm luôn. À em xỏ gì đeo khuyên tròn, ví dụ như mũi đồ này nọ thì em nên đeo khuyên thẳng cho nó lành trước rồi em hãy đổi khuyên tròn, chứ để khi mà mình xỏ qua cái khuyên tròn nó cái đường cong này nè, nó sẽ ép cái phần này nó sưng lên thì nó ép lại thì nó dễ bị mụn ở xung quanh, nó bị đỏ với lại nó bị chảy nước lâu hơn, nó lâu lành hơn. Cái đó là cái kinh nghiệm mà chị đã xỏ rất là nhiều lỗ và chị đã dùng rất nhiều loại khuyên, là chị có thể khuyên mọi người là như vậy. Hầu hết là những người mà mới xỏ mà đeo khuyên tròn luôn á là chắc chắn nó sẽ phiền toái hơn là đeo khuyên thẳng, rồi đợi khi mà nó lành là mình đổi khuyên tròn. Gì em ở Hậu Giang hả? À Hậu Giang hả? Tôi cũng có học trò ở Hậu Giang mà giờ đi rồi. Xăm dọc sống lưng có thốn xương sống không ạ? À? À, dọc sống lưng á là nó cái cảm giác như là cái kim á nó cục vô cái xương của mình á, là chắc chắn là nó sẽ đập thẳng vô xương sống của mình cái lực á, chứ cái kim nó không thò vô tới cái xương mà là cái lực của kim nó sẽ đập vô cái xương, nó sẽ kêu cọc, nhưng mà nó sẽ đỡ đau hơn là những cái vùng thịt non nách rồi này nọ. Tôi thấy là cảm giác xăm lên xương sống thì vẫn ổn chứ không có gì là đáng sợ. Gì á, nâu kìa, coi nâu đây đấy, nâu nào nâu lúc nào cũng ở dưới chân tôi đó, rất là bảo vệ tôi. Nếu mà nâu làm con người chắc nâu sẽ thành người yêu của tôi luôn quá. Hello. Đúng rồi Duyên, nay theo trai bỏ cuộc chơi rồi. Tóc nhanh dài không? Hôm nào em qua sửa giùm em cái hình con sói nha chị. Ok, hình con sói của em như nào? À, muốn gì tư vấn trước thì cứ chụp hình qua gửi cho chị. Còn chừng nào mà qua tiệm trực tiếp á, thì sẽ tư vấn nó kỹ hơn. Với lại mình sẽ dẫn chứng được những cái ví dụ hoặc là cách sửa như thế nào tư vấn nó tốt hơn là online nha. Còn bạn nào mà muốn tham khảo trước một chút thì cứ gửi hình qua cho mình. Tiệm ơi, gì chị ơi, tiệm mở lại chưa hả? À, có mở lén. Bữa giờ tôi cũng xỏ khuyên á, mấy em nhỏ gần đây nè, cũng coi như là dân địa phương rồi. Mấy em nhỏ chạy qua xỏ khuyên tôi cũng làm rì rì, kêu đóng cửa chứ ai mà xỏ khuyên chạy qua tôi cũng lén làm rì rì mà con. Chứ sợ công an đi qua phạt, nhưng mà xỏ khuyên lẹ lắm. Xỉu Nhi dữ hả? Ừ, xỉu Nhi không? 30 tuổi rồi đó. 30 tuổi mà sao cái tính của tôi nó cứ trẻ con sao á bà con? Không, ông Vinh ổng chia tay tôi á là vì tôi trẻ con quá. Trái ngược ổng, ổng thì rất là trưởng thành, ổng lớn tuổi rồi nên tôi với ổng có nhiều cái trái ngược nên chia tay à. À bây giờ đừng ai hỏi anh Vinh đâu hoặc là anh Vinh sao bữa nay không thấy, không thấy nữa đâu bà con. Vinh chọc là mất tiêu rồi. Xăm hình chân dung có cần photo ảnh không chị? À, em chỉ cần mang tấm ảnh ở trong điện thoại cũng được, mang tới đây cho chị. Nhưng mà những cái tôi khuyên bạn nào mà xăm hình chân dung á thì nên chụp bằng cái máy ảnh để nó có độ phân giải lớn và không qua chỉnh sửa Photoshop, hay là chụp bằng những cái ứng dụng gì B12, Ulay cái gì mà cái mặt của người ta không có giống ngoài đời thì mình qua xăm thì lại là không giống thêm một đoạn nữa nha bà con. À, bà con nên chụp cái ảnh cái mặt thật với một cái máy ảnh hoặc là camera thường thì sẽ tải chân dung được là giống nhất. Còn mà mấy bạn mà mang cái hình trời ơi 360 độ 720 độ luôn, kêu qua xăm dúng cái hình, chừng cuối cùng cái người thiệt đứng bên cạnh cái hình nó đâu dúng đâu bà con. Trời đất ơi, người ta mặt chữ O, còn đây vô ứng dụng chụp mặt thành chữ V sao dúng. À, tôi nói là khuyên vậy. Vậy tưởng chị hai mấy hả? Trời ơi, nghe mát ruột. Có đâu. Đầu ba đít chơi vơi rồi bà con. Sắp tới sinh nhật lần thứ 30 rồi nè. Còn mấy ngày nữa ta? À, chưa được tháng. Sắp tới sinh nhật rồi.
Ok, tuần sau qua xỏ mũi. Cứ qua đi em. À, chị không phải người gốc Hà Nội. À, bố mẹ chị người... À quên, bố chị người Hưng Yên. Còn mẹ chị là người Bình Định. Toàn là dân tỉnh lẻ, có phải là người thành phố lớn, người thủ đô đâu bà con. Nên em nhà quê lắm. Hồi đó mới vô thành phố nhiều đứa nó chửi em nhà quê, mà mấy đứa đó nó ngu ghê vậy á. Em đúng là nhà quê mà còn chửi nhà quê, tổ sư bố. Bọn thành phố mà quê hơn nhà quê. Em có inbox cho chị mà chưa hồi đáp hả? Em inbox lại giùm cái đi. Chứ chị nãy giờ chị mới trả lời đóng tin nhắn của chị, không thấy cái nào có tên của em hết. Hoặc là nó vô hộp thư rác hay là gì đó. Thì từ từ để chị vô hộp thư rác chị kiểm tra. Nháy thêm chị một cái nữa đi. Chị Mai cho em hỏi, xăm mí mắt để một thời gian sau có bị đổi màu xanh không? Em định xăm mí mà hơi lo. À đây, đây là cái mí mắt của chị đã xăm cách đây 7-8 năm. Đây, là màu của nó như thế này. Em nhìn ở chân mày của chị là lông đen nha, nhưng mà ở dưới thì nó sẽ hơi ra xanh đen, chứ nó không có đen đó. Thì nó sẽ chỗ xanh như thế này thôi, chứ nó không có xanh dạng xanh sáng hơn nữa. Còn nếu xanh sáng hơn nữa, nhiều khi là cái mí mắt thiếu mực hay gì đó, thì em đi dặm lại nó sẽ xanh đậm như thế này. Tất cả những màu mực đen vô người mình đều ra xanh đen như thế này nè, chứ nó không có đen tuyền đâu em. Ở bên ngoài nó vẫn ra ánh xanh đen đó, trên da vàng của mình. Không biết là cái qua cái camera như thế nào, nhưng đây là cái mí mắt chị đã xăm 7-8 năm rồi đó. Bữa trước là chị mới thêm cái đuôi cho nó dài ra thôi, còn nguyên ở trong này làm cái màu cũ, không có dặm hay là gì hết đó. Còn càng về sau nữa, 10 năm, 20 năm thì cái cơ chế ở trong da của mình nó sẽ làm nhạt mực đi, mà nó làm nhạt mực đi thì nó sẽ càng ngày càng xanh nhiều hơn. Thì lúc đó em đi dặm lại cho nó đậm thì nó vẫn ra cái ánh này thôi. Bên mình mini giá nhiêu hả? Giá thấp nhất là 300 ngàn mấy hình, chút vậy nè, chút xíu vậy nè. À, lớn hơn thì 400, lớn nữa 500, 600, 700 thì 800, tùy theo cái độ lớn của các bạn nữa. Tôi cũng không biết là bạn muốn xăm chính xác cái hình gì. Gì? Có bạn Hà bên tiệm không hả? À, bạn Hà không có làm ở tiệm tôi nha bà con. Bạn Hà mở tiệm riêng, bạn Hà chỉ là khách xỏ khuyên của tôi thôi. À, khi nào mà cậu ấy muốn xỏ khuyên những cái dự án độc, những cái vị trí khó thì bà cậu ấy kiếm tôi để mà tôi xỏ cho cậu ấy, và hai đứa sẽ làm một cái clip để cho mọi người chửi chơi đó, vậy thôi. Chứ còn bà Hà thì không có làm ở tiệm tôi. À, full bắp chân từ đầu gối xuống bao nhiêu? À, là full cái đoạn này đúng không? Thì giá khoảng 7-8-9-10 tùy theo cái hình bà con. Mấy cái hình tribal, mấy hình hoa văn thì khoảng 7-8 triệu. Còn mấy cái hình mà dạng châu Á thì khoảng 8-9 triệu. Còn Âu là 10 triệu. Còn tả thực thì khoảng 11-12 triệu cũng có. Nhưng mà cái lượng khách tả thực á, người ta cũng ít chuộng lắm. Nên tôi thường là báo giá ở những cái phân đoạn mà khách hay lựa chọn thôi. Càng ngày càng đẹp ra hả? Thì cũng vậy. Chứ sao không? Càng ngày càng xăm nhiều á bà con. Cho em hỏi, nếu xăm các hình linh vật mà không hợp mạng thì có ảnh hưởng gì không? À, cái vấn đề này thì rất nhiều người nhắn tin hỏi cho tôi ạ. Nhưng mà tôi chỉ có một câu trả lời chung á, là nếu bạn quan trọng vấn đề phong thủy bạn nên đi hỏi thầy. Còn cái vấn đề phong thủy là tôi không rành. Tôi không biết là mạng nào xăm hình gì, tôi chỉ biết sơ sơ về màu sắc, tôi tư vấn sơ sơ thôi à. Chứ còn hỏi chị ơi em xăm Phật vô rồi có bị giật không, em xăm hổ có bị giật không, em xăm rồng có bị giật, có bị ảnh hưởng gì làm ăn không, là bó tay. Nếu mà tôi biết tôi chuyển qua nghề bói mẹ rồi bà con. chứ không phải nghề xăm nữa nha. Gì? Sống ngôi sao này mang ý nghĩa gì hả? Trời ơi, ý nghĩa riêng tôi. Riêng tôi bà con. Còn bây giờ bà con thấy đẹp không thôi, chứ còn ý nghĩa là để tôi để trong lòng thôi, kể chi. Chị ơi,
Mở cái nhạc nghe mấy đứa ơi. Xăm mí mắt có đau lắm không? Đau, nhưng mà có thuốc tê. Có thuốc tê bà con. Có thuốc tê. Nhưng mà mí dưới là tôi không có ủ tê được nha. Gì? Bà chị bán hàng online có vẻ hợp lý đó. Ôi, không hợp lý đó bà con. Tôi không bán hàng. À, ở tiệm tôi có bán một thứ đó là khuyên tay như thế này nè, những cái khuyên xinh xinh như thế này à. Nhưng mà tôi cũng không có kiểu bán hàng online mà dơ sản phẩm lên rồi nói về giá về này nọ. Không, ít lắm bà con. Tôi không có hợp chuyện đó, bật livestream lên chỉ để chiếm gió cho vui cho qua ngày thôi chứ. Còn để mà ngồi bán hàng à, không được. Thấy vậy chứ cái mỏ chỉ biết lua lua chém chém thôi chứ không có biết bán hàng. Gì? Mới đi ngang qua hả? Có giật mộng hả? Kệ trời ơi. Không liên quan mà không? Sợ rúng 300 ngàn. Sợ rúng là đã có một cái khuyên luôn nha. Bà con qua đây là giá sổ khuyên bên tôi á là đã bao gồm khuyên hết tất cả vị trí chứ không phải là công riêng là khuyên riêng. Thôi tôi có tính gộp gộp chung chung vô bình dân lắm bà con. Gì? Xăm bùa thái có giật không? À, John Tuấn, Johnny Tuấn, bữa giờ em xăm bùa thái này em thấy có bị giật không? Em là người xăm á. Em là người xăm, em là người đã trải nghiệm rồi đó thì tự em biết chứ. Hỏi đố chị hả? Bữa giờ mày có bị giật gì không Tuấn? À, địa chỉ của mình là số 7M đường 14 Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh. Bà con lên Google tìm tiệm xăm vui vẻ là sẽ ra cái địa chỉ, nó sẽ dẫn tới nơi à. Gì? Đợi mãi mới thấy livestream hả? Tôi đang livestream đây để hy vọng ngày mai là hết cách ly là khách tới. Chứ để bữa giờ đói quá. Nông tay bao nhiêu hả? Bà con nông lên size nào? Nông mới đầu nông lên cỡ ngón tay út vào khoảng 300 ngàn bà con. À, có bên mình có xăm bùa thái 5 dòng nha. 5 dòng hay có bùa thái nó có nhiều loại bùa lắm, bùa bình an, bùa làm ăn, bùa may mắn hay gì. Nhưng mà thường á là tụi tôi phải nhờ sự trợ giúp của Google. Chứ tôi không có cái ông thầy nào bên Thái qua dạy đâu nha bà con. Còn muốn mà kiểu như xăm bùa thái mà có thầy yểm chú vô á thì mọi người nên qua chùa bên Thái á. Người ta xăm bằng cái cây tavori á, cái cây tre, người ta đục vô á. Rồi lúc đó thầy vừa xăm vừa khấn vừa tụng cái gì, vừa yểm bùa gì đó vô á. Chứ còn bên tôi là chỉ có xăm bình thường nó ra cái hình thôi, chứ còn thực sự ý nghĩa hoặc là thực sự linh nghiệm hay không là tôi cũng bó tay không biết rồi nha. À, sỏ lưỡi có nói ngọng không ạ? À? À, bà con thấy tôi có nói ngọng không? Cũng có ngọng chút chút thôi à. Nhưng mà riết là mình quen lúc đầu á, là tại đeo cái khuyên dài mình khó chịu nên mình sẽ nói đớt đớt. Mai mốt á, riết mình quen rồi cái mình nói nhanh lắm. Kiểu như là nuốt lưỡi luôn vậy á. Giống tôi giờ vậy á. Cái gì vậy? Bên em có bán đồ chơi tình dục trị bệnh xuất tinh sớm. Cái gì vậy trời? Tôi đang live stream nha. Đừng đập mấy nó lên. Tôi không mua sản phẩm nữa đâu. Sỏ lưỡi cũng đau giống như cắn vào lưỡi vậy đó. Chị ơi, xăm dưới tay hình vuông miệng bao nhiêu hả? À, vuông miệng nhỏ nhỏ ở ngay khúc này phải không? Thì tùy theo cái hình mà ví dụ như những cái hình đơn giản tô đen nhiều á thì nó khoảng 500-600, mà những cái hình chi tiết nhiều rồi có hụt ngập rồi này nọ thì nó sẽ giá cao khoảng 800-1 triệu, tùy theo cái độ lớn của bạn chọn nữa. Trời ơi, bé Mai mùa dịch làm ăn tốt chứ? Dạ không, từ lúc mà có dịch nhà nước bắt đóng cửa nên có làm ăn con mẹ gì đâu mà tốt hả bà con.
Bây giờ đang mong cho hết lệnh cách ly rồi tụi em mới làm việc được. Tụi em làm việc theo mô hình công ty cơ sở làm đẹp, cho nên là bị dính hết á bà con. Doanh nghiệp là bị dính chứ không phải là làm kiểu hộ kinh doanh gia đình, hoặc là làm tư nhân, hoặc là làm không biển hiệu, hoặc ở phòng riêng thì người ta dễ. Còn tụi em đây là thuê cơ sở, thuê mặt bằng, mở công ty, cho nên không làm ăn được gì từ dịch giờ. Buồn lắm. Đang chờ hết dịch mọi người qua ủng hộ nha. Khi nào lại lên Bình Phước hả? Khi nào có tiền hả? Giờ hết tiền. Có tiền đi đâu cũng được. Em mới nghe tiếng anh Vinh ạ. Ông đang ngồi trước tôi nè. Có chi nhánh ở khu vực miền Tây không hả? Chưa bà con. Chưa. Tụi tôi đang đợi học trò miền Tây nào cứng nghề về mở tiệm. Là tụi tôi sẽ đăng ký một cái chi nhánh nhỏ nhỏ. Lúc nào mình về miền Tây cái mình mượn phòng nó, mình xăm nó, mình ăn chia với nó. Nhưng mà chưa bà con. Tụi tôi vẫn đang tập trung ở Bình Định và Sài Gòn. Đợi từ từ. Tôi kể ra tôi cũng mới vô cái nghề xăm này chưa tới chục năm bà con. Chưa có đủ mạnh để mà mình vươn vòi bạch tuộc ra khắp Việt Nam. Khi nào mình đủ mạnh mình sẽ thực hiện cái ước mơ đó. Học phí với mình là 1.000 đô nha. Đây. Dạ không anh Túc ơi, bị mất tiêu luôn anh Túc ơi. Không có liên lạc gì. Bên mình nhận học viên bình thường. Sau dịch này học viên nào, mấy học viên mà của tụi tôi bữa giờ nó cứ kêu thôi anh chị nhận học phí đi cũng được, rồi em lên em học dạy mình em thôi cũng được, không cần tiệm em mở cửa vậy. Nhưng mà thôi, đợi mở cửa làm ăn đàng hoàng nữa chứ để làm lén mất công. Nộp nhận học phí xong mốt nộp phạt mấy lần học phí nữa cũng mệt. Em xăm hình vô cực loại nhỏ thì bao nhiêu? Nhỏ là bao nhiêu em? Nhỏ, hình vô cực nhỏ cỡ ngón tay này hả? Cỡ ngón tay này khoảng 500 vô cực thôi. Còn nếu mà thêm chữ vô thì khoảng 600, 700 hoặc lớn hơn gì đó. Thì tùy theo cái hình của em nữa. Có gì em cứ qua tiệm đi, rồi chị sẽ có cái giá chính xác cho. Chúc chị thành công, miền Tây đợi chị. Ok, ráng đợi nha. Đừng bày mai mốt tôi có cái tiệm ở miền Tây để tôi hú mọi người cái ăn cho. Trời ơi, em xăm rồi, em chờ chị lâu quá em xăm rồi. Là cũng buồn lắm. Mốt xăm rồi cũng xăm nữa nha. 1.000 đô là bao nhiêu tiền Việt hả? Nghe đâu 2-3 triệu mấy á bà con. 2-3 triệu mấy. Không có hoa tay học được không? Ai, tôi không có hoa tay nào luôn. Không có một cái hoa tay nào hết. Vẫn học được bình thường bà con. Chẳng qua là mình có cố hay không thôi. Xăm hình con hổ ở ngón tay bao nhiêu hả? Là cái hình hổ ở ngay đây đúng không? Nhưng mà tôi khuyến cáo là ở ngón tay này xăm một lần nó không có đậm được đâu. Mình phải đi dặm thêm lần nữa đó. Để giá bên tôi khoảng 800 triệu rồi bà con. Tùy theo ngón tay bạn ốm hay mập hay như thế nào. Bao dặm luôn. Bảo hành luôn. Mai là hết cách ly rồi, hoạt động lại rồi. Em chúc chị làm ăn phát đạt nhé. Ok bà con, tôi cũng mong làm ăn phát đạt. Để mình có gì đó. Chứ để mình không phát đạt là mình không có gì đó, buồn lắm bà con. Xăm chữ family cỡ 5 cm bao nhiêu? Cỡ 300.000 là không? Hoặc 400.000 tùy theo cái phong dày mỏng hay như thế nào. Khoảng đó đó. Gì đây? Chúc chị mau mau mở tiệm ở miền Tây, em đợi được. Năm nay em mới 13 tuổi hả? Ok. Ráng đợi nha.
Chị hy vọng năm em 18-20 là chị cũng sẽ có cái tiệm để xuống miền Tây mình xanh rồi á. Trời nghe mát ruột ghê. Nghe mấy comment là tôi biết là tôi không có chết đói á bà con. Sổ lỗ tai hả? Sổ lỗ tai khoảng 150 đó. Máy lỗ này khoảng 150 lỗ. Máy lỗ như này khoảng 200. Còn cái lỗ bên trong như này thì cũng khoảng 200 bà con. À, những cái chỗ nào khó khó một chút thì tôi lấy thêm 50k tiền công. Em cũng có khuyên ở lưỡi giống chị nè. Trời giờ sổ khuyên nhiều lắm. Nói về sổ khuyên lưỡi, sổ khuyên tai, thậm chí sổ khuyên ngực, khuyên vú. Tiệm tôi sổ rằng rằng mỗi ngày rất là nhiều khách sổ bà con. Ở dưới quê thì thường là vẫn chưa có cái sổ khuyên này chưa có phát triển rầm rộ. Nhưng mà ở trong thành phố nè, từ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn, có những cái anh 40 mấy tuổi, 50 mấy tuổi vẫn đi sổ khuyên. Dạo này anh thấy anh cũ quá, phải sổ thêm cái khuyên nhìn cho nó mới. Chứ không phải là sổ khuyên này chỉ có những em 17-18 mà đang đi học sổ đâu nha. Nhiều nhân viên văn phòng nam giới rồi người ta vẫn sổ bình thường. Em muốn sỏ như chị đâu không hả? Sỏ gì? Sỏ cái tay này hả? Đau lắm bà con. Bây giờ cái này cũng chưa lành nè. Ở đây tôi cũng có mấy lỗ mà chưa đeo khuyên vô nè. Ở nhà tôi nhiều khuyên lắm. Mà lâu lâu á chán kiểu nọ thì đổi kiểu kia bà con. Buồn buồn vô nghe chị nói chuyện cũng vui hả? À, tôi buồn buồn cũng bật livestream lên nói chuyện chứ đâu ai nói chuyện đâu bà con. Gì xăm chữ bao nhiêu à? Mấy bạn mà hỏi giá thì nhắn tin cho tôi đi, rồi tôi phải biết được là độ dài của cái chữ, rồi phong chữ như thế nào, phong chữ viết tay hay phong chữ thiết kế ngoằn ngoèo hay như thế nào thì tôi sẽ báo giá nha. Cái độ chênh lệch của nó cũng từ 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, cũng có chữ 1 triệu, hơn 1 triệu, tùy theo kích thước của bạn nữa. Đeo nhiều khuyên khó chịu không hả? Không, không gì khó chịu hết bà con, bình thường. Trời, mấy cái ông nước ngoài này nha, comment vô không phải tiếng Anh, chả đọc được cái gì cả, chả hiểu gì. Em 30 tuổi đi học xăm được không? 30 tuổi là bạn bằng tuổi của tôi á. Tôi không biết là có học được nữa hay không, nhưng mà bây giờ tinh thần đi học của tôi vẫn còn nè. Tôi vẫn còn đi học được nè, thì bạn cũng phải học được thôi. Mà chủ yếu 30 tuổi rồi á, thì mình không còn nhiều thời gian để chơi nữa. Vẫy tay chào nhau một lần cuối và chọn cuộc đời. Đó, idol các bạn nhé. Vẫy tay chào nhau. Không idol nha em. Có mình bả idol thôi. Năm sau em 18 tuổi, học xong 12 em đi, em lên chị đi vài đường cũng được. Ok, 18 tuổi học xong 12 lên đây chị vẽ cho vài đường. Đang chờ em đó. Chị nhuộm tóc gì, mặc đồ gì, thậm chí không nhuộm, không mặc đồ nhìn cũng màu mè, thích ghê. Thích không? Thích thì đi xăm đi. Thì đi xăm đi. Bay tay chào nhau. Chị cho em hỏi chân dung vừa vừa, không to không nhỏ, khoảng bao nhiêu? Vừa vừa khoảng cái điện thoại này phải không? Cỡ cái điện thoại lớn hoặc lớn hơn chút thì khoảng 3,5-4 triệu bà con. Còn lớn hơn nữa thì tính thêm. Ok, học xong 12 lên chị xăm nha. À, bên mình không có xẻ lưỡi nha, xỏ thôi. Xỏ thôi chứ tôi không xẻ. Ở Việt Nam cũng có cậu nào xẻ. Nhưng mà tôi thì không chắc chắn là mình có khả năng làm những việc đó nên không làm. Chỉ có xỏ khuyên thôi. Xỏ khuyên với xăm mình thôi. À, xăm kính lưng Phượng Hoàng à. Nếu mà màu thì khoảng 20-20 mấy triệu, còn ấy lộn, trắng đen thì khoảng 20-20 mấy, còn màu thì cũng khoảng 25-30, tùy theo cái lưng lớn nhỏ bà con.
Gì? Anh Lâm còn còn học bên chị không hả? Anh Lâm đã đi làm mấy năm rồi mà em. Anh Lâm học cách đây 4 năm rồi. Anh đi làm cũng 2-3 năm rồi em. Đâu còn học nữa đâu. Em cũng muốn như chị hả? Muốn như chị gì? Muốn như chị gì em? À, đừng nhìn tôi thấy vậy, tưởng tôi vui, tôi sướng nha bà con. Chắc sướng lắm, chắc vui lắm. Ai cũng có cái khổ thôi. Mình đứng ở thân phận của mình thì mình thấy người ta vui, mình ganh tị vậy thôi chứ. Mình qua cái thân phận của người ta để mình thấy thú quắc à. Thôi là mình vẫn hơn. À, bên tôi cũng không có vô bi nha. Anh nào thích thì qua Facebook Nguyễn Hiền á. Tôi thấy bên đó có vô chứ tôi không biết. À, bạn nào muốn hỏi học phí với lại quy trình học như thế nào thì bạn có nhắn tin đi, xíu mình sẽ trả lời. Sổ khuyên lưỡi lúc đầu thì khó chịu, sau không khó chịu đâu. Nãy giờ bà con nhìn vô cái lưỡi của tôi là thấy muốn đi sổ khuyên lưỡi phải không? Tại lúc nào khi mà mình nói là cái người mà đối diện mình dễ bị thu hút bởi cái lưỡi lắm. Nhìn thấy mê quá hả? Mê quá đây. Trời ơi, y như là mình cắn vô lưỡi cái thôi, xong cái lưỡi về nó sưng khoảng 2-3 ngày thôi, rồi mình khó chịu khoảng chục ngày. À, 10 ngày sau, từ 10-10 ngày trở đi là mình đã quen với khuyên lưỡi rồi. Nếu mà bạn tháo khuyên ra là bạn thấy khó chịu á. Không rồi, mai nở quá trời luôn. Ăn Tết lâu quá, giờ chán Tết lắm rồi đó. Này là chắc là tôi đề nghị chính phủ phải dời Tết năm nay lại thêm mấy tháng nữa, chứ không năm nay ngắn quá bà con. Chưa nghỉ Tết xong mà chuẩn bị Tết tới. Tóc chị mau dài quá, một lần coi chị là chị không có tóc hả? À, cái lần đó tới bây giờ cũng 3 năm rồi đó em. Chị cạo tóc cũng 3 năm rồi đó, 3 năm mà tóc mới dài tới đây thôi à. Thiệt em sổ xong về ai nói chuyện em cũng ngậm gì không à. Đúng rồi, sổ lưỡi về có khác nào mình ngậm một cái khuyên ở trong miệng đâu. Mình ngậm cái khuyên khoảng chục ngày mình mới quen cái khuyên đó đó. Hello. Bởi mình không có tim tê nha. Mấy bạn mà xăm hay là nếu mà sổ thì đặc biệt là không có thuốc tê luôn. Tại vì sổ mà dùng thuốc tê nó lâu lành lắm bà con, về nó chảy nước nhiều hơn nữa. Còn xăm thì tụi tôi có tê ủ thì chỉ tốt cho những ai xăm hình mini, xăm hình nhỏ thôi. Còn nếu như mà chích á là tụi tôi không có thẩm quyền để chích. Bạn nào muốn chích á thì qua bác sĩ chích trước rồi qua đây tôi xăm. Hello idol hả? Hello hello everybody. Thôi để tôi trả lại cái không khí âm nhạc này cho mấy ổng đi. Tôi kiếm cái khác tôi chơi, để lúc nào đỡ ồn tôi sẽ livestream với bà con chém gió tiếp nha. Ai cần tôi tư vấn gì nhắn tin đi, tôi sẽ trả lời tin nhắn nha. Nha, hẹn gặp lại. Lúc nào rảnh tôi sẽ livestream tiếp. Bye bye. Chúc buổi chiều tốt lành. Hy vọng ngày mai hết cách ly cho bà con đi chơi thả cửa nha. Bye bye.